Vâng, trận thi đấu bản lề trong xe đấu thứ 6. Bên này là AEC và IA. Tương đối đẹp. Bản lề xe đấu thứ 6 và là khá đẹp, AEC và IA. Còn bên kia chúng ta cùng chờ xem. Dường như là Choi Son. Vâng, dường như là Choi Son và vâng, và cái gì chúng ta cùng chờ xem. Chúng ta thấy có một Choi Son. Và một cái gì nữa thì chúng ta cùng chờ. IA và AEC. Một cung tuyển và một chém tuyển. Vậy bên kia là Choi Son và Foresian. Còn bên này là AC và IA. Thôi, cố mà gỡ thôi. Vâng, đêm đã chuẩn bị về khuya dần dần. Cố mà gỡ thôi. Đá hiệu khá nhanh, các bạn có thể thấy trên màn hình đá hiệu là khá nhanh. Vâng, quay trở lại màn hình máy, đối thủ Van Lớp cầm Yamato 18/20 là tham bài này đến từ game thủ Van Lớp. Rồi, vòi đá về tương đối mượt, không biết là bài này có quả phụ hay chưa. Như vậy là quả phụ phía trên khá gần dành cho game thủ Van Lớp trong tuần này. Và màn hình máy của game thủ Gunny đảo liên tục thì chúng ta hãy cùng chờ xem tình hình thế nào. Đồ ăn khá lẻ tẻ. Vẫn biết câu đôi vòi là rất thuận lợi trong tuần này. Nhưng game thủ Gunny chắc bài câu từng còn một. Và màn hình máy của game thủ Van Lớp hôm nay 22/24. Ngoài đánh chỉ 22 nông dân thôi, không nhiều. Đây là trận thi đấu bản lề. Giành lấy được bản lề thì cần chạm một trận thi đấu nữa thôi là có khả năng giành chiến thắng. Vâng, BM và BL. Vài một mình Van Lớp lên đời thôi. Tất nhiên là đời 1. Vâng, như vậy là 9-59. Tính là 10 tròn. Vẫn muốn bò bế giữa hai nhà để cho game thủ Gunny đỡ bớt gỗ để có thể bò bế. Nhưng đây là một vài mà phải để dành gỗ để vé ruộng. Khi mà lực ở bãi quả, vâng, cả hai bãi quả không còn nhiều. Một chiếc VS đẹp để có thể thiết kế được vâng vị trí ăn vàng phía dưới này. 4 VE ở hai đầu để tránh chọc xuyên. Và sau đó thì đẩy dò một cách yên tâm. Kéo về và vẽ ruộng luôn. Ô, bây hiệu, bây hiệu, bây hiệu. Thôi. Rồi L2 luôn. Chuẩn rồi. Không mất
Vâng, như vậy là nếu mất gỗ thì có lẽ là không L2, nhưng có bảy hiệu phía trên, quyết định L2 luôn, quyết định hợp lý. Hết luôn bãi quả, đẩy luôn và gặp nhà của đối thủ BB cầm cho xoan trong tuần này. Ken được cái gỗ phía trong, để ý điều này, ken được. Không, còn trống khá nhiều và không cần ken. Có công nhưng không có giáp, rèn dữ thôi. Vâng, tơn chén đầu tiên đều. Vẫn chưa có giáp. Hội núi dạng, đúng rồi. Rèn dữ tơn này để đối thủ BB mất tay thôi. Không cần phải ăn dân, trước mắt là không cần phải ăn dân. Thôi như vậy là cũng đã khung được nhà, nhưng đây, vâng, vị trí phía trên là cây gỗ ken được. Tôi không nghĩ rằng BB quên điều này. Vâng. Như vậy là BB cũng đã để ý hai chiếc PE kia là chéo nhau, gỗ đang còn nhiều. Và tôi nghĩ rằng tơn chén thứ hai là đi vào và chơi được. Ủa ôi, không biết là còn đường nào vào sát mép bản đồ phía dưới đi vào hay không. Xối xả lao ở những chiếc PE. Và bây giờ thì cung tê của cái thủ N1 cũng đã đẩy ra phía ngoài. Vẫn giữ được con dân. Rồi, có bánh xe luôn. Rất ổn. Sao lại lao vào đây? Rồi, hai chém. Đút được vào vị trí này có thể chém được chiếc BE. Vẫn vắt siêu đều. Các bạn có thể thấy là lực từ bảy hiệu nó hiệu quả đến mức như thế nào. Không thể nổ e thì gỗ vừa rồi. Và bây giờ thì quay sang màn hình máy của cái thủ của Gunny. 29 dành cho AC. Tiếp tục quay sang với bàn lớp. Liệu có nổ chỗ này không, ta cùng chờ xem. Tiếp tục vẩy. Vẩy liên tọa và vác cả đúng dân lên. Rồi. Bi lủng. Như vậy là Bi đã lủng. Bàn lớp rất hổ báo. Ăn thua đủ tuần này. Có phải e phía ngoài không? Đừng đập người chém. Chạy. Bây giờ thì chạy và giữ tham. Sau đó thì Gunny sẽ cân bản đồ. Cung đội của thủ nó 1 không phải ít. Không mất chém trong tình huống này. Rồi BB đang rất mất tay cộng mất lực. Nhà đá lủng. Và màn hình máy của thủ Gunny năm nay là 40 ở thời điểm này. Rất nhiều con cung RAC. Và có lẽ phút tới, những phút tới nó sẽ nở đều rồi. Và màn hình máy của cái thủ văn lớp tiếp. 23/36. Mất tham tương đối sâu trong tuần vừa rồi. Nhưng bây giờ thì chém vẫn đang còn nguyên. Chém không mất đi nhiều trong tuần công nhà cái thủ BB trong tuần vừa rồi. Lọt luôn nhà cái thủ N1 trong tuần này. Lọt luôn. Bãi vàng cũng lọt. Vâng, bãi gỗ. Đây chính xác là bãi gỗ. Vâng, lọt luôn. Đứng chắn hai đầu. Đừng để đen đen vào chạy. Rồi lượn. Rồi, ngoài Foresian rất trống, đánh cung theo kiểu bo nhỏ sexy thôi. Còn đây Cian thì là cung nhà, Choi Son thì đã mất nhà. Bây giờ thì Gunny đẩy đều vài tơn thôi. Là tỷ lệ win là cực kỳ cao. Bo bế chỗ này lại. Vâng, không có tay thì bảo nó một bo bế vị trí vừa rồi lại. Gỗ ở phía trong còn rất nhiều, một nhà BC, chuẩn bài. Đây là vị trí mà cái thủ N1 muốn công vào. Nhưng tôi nghĩ cũng khó. Chém của thủ BB còn... Vâng, còn 3 con thôi. Đông. Để ý tên này N1 rất đông. N1 đem tất tay lên phía trên rồi. Vâng, đây màn hình máy của cái thủ Van Lớp còn 14 thôi à. 14 con chém. Và đây màn hình máy của thủ Gunny. Van Lớp bắt đầu có dấu hiệu chủ quan. Không giữ dần nữa. Bắt đầu chủ quan. Hơi cạn. 41/48 là tham ai cũng này đến từ thủ Gunny. Chứ còn màn hình máy của thủ Văn Lớp 14. Vâng, 40 thôi. RAC đang khá đông. Xin lỗi bạn, RAC đang khá đông. Đây một ngày hôm nay sóc quân rất đều. Bây giờ thì Văn Lớp kéo chém về và muốn bắt luôn tuần này. Chúng ta cùng chờ xem bắt được hay không. Rồi, Văn Lớp vẫn đang còn rất nhiều chém.
khả năng vẫn bắt được. Nhưng bây giờ thì Gandhi phải ổn định ngay lại vị trí này, tách nông dân về ruộng một cách hợp lý. Rồi như vậy là cuối cùng thì nô một cũng đã đi xa. Nô một tất tay và muốn lấy lại nhà của đối thủ Gandhi, nhưng lượng chém của thủ Van Lớp kéo về là vừa đủ và tỷ số là 2-1 dành cho đối thủ Gandhi và đối thủ Van Lớp trong C đấu thứ 6. Chúng ta cùng chờ đợi đến với chung kết đầu tiên của BB và nô một trong C6 thôi.